Bước 1. Xóa bỏ những ý nghĩ về sự thiếu thốn. Chẳng hạn như, tôi không đủ tiền, kinh doanh đi xuống, doanh thu tụt giảm. Vì bất cứ ý niệm nào được bạn nhắc đến, thì bạn sẽ hấp dẫn chúng đến thông qua quy luật hấp dẫn. Bạn nghĩ gì thì bạn sẽ trở nên như thế ấy. Bước 2. Mỗi ngày xác quyết với chính mình bằng ý niệm tích cực về tiền bạc như sau. Vũ trụ là nguồn cung cấp sự giàu có dồi dào cho cuộc sống tôi. Tôi bày tỏ lòng biết ơn về sự giàu có mà vũ trụ đang mang đến với tôi vào mọi lúc và mọi nơi. Hãy thực hiện bằng cách viết, hoặc lặp đi lặp lại vài lần vào hai lần là buổi sáng và buổi trưa. Câu xác quyết tích cực sẽ giúp tâm trí của bạn dần làm quen với ý niệm về sự dư giả, và theo quy luật hấp dẫn bạn sẽ hấp dẫn sự dư giả. Bước 3. Trước khi đi ngủ, bạn hãy đọc thì thầm với chính mình và chìm sâu vào giấc ngủ với ý niệm giàu có như sau. Tôi biết ơn vì sự giàu có đang vận hành, tồn tại, bất biến và vĩnh cửu trong cuộc sống của tôi. Thời điểm trước khi ngủ là giai đoạn chuyển giao giữa ý thức và tiềm thức của mỗi người. Những gì được nghĩ đến sẽ thấm đậm vào tiềm thức trong suốt quá trình ngủ của mình. Do đó, thời khắc này sẽ giúp bạn dễ dàng thu hút sự phát đạt về tiền bạc trong các công việc của mình. Chúc bạn thành công!